Chào mừng toàn thể quý khán giả mến đã quay trở lại với số tiếp theo trên kênh Về Miền Tây Bắc của Long. Hiện tại thì Long đang có mặt tại huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Và nơi đây thì có rất là nhiều đồng bào sinh sống tại biên ải thuộc biên giới Việt Nam và Trung Quốc. Phiên chợ diễn ra thì rất là nhiều sắc màu. Xin mời các bạn hãy đồng hành cùng Long để khám phá nơi đây, bà con mua bán trao đổi hàng hóa ra sao, cũng như là ngắm nhìn toàn cảnh thị trấn nơi đây nhé. Xin mời các bạn. Công nhận thực sự phiên chợ ở đây rất là sắc màu. Người Nùng họ ăn mặc đồ xanh và quần đen kia, nhìn trông quan khăn quấn đầu nhìn gọn gàng lắm. Còn người Mông thì họ ăn mặc sặc sỡ sắc màu hơn một chút. Đối với người Dao thì sự cầu kỳ luôn luôn được thể hiện trên trang phục của họ. Ồ, phiên chợ này công nhận là nhiều chuột rừng thật đấy. Đây, con chuột rất là to luôn rồi. Đây, anh ấy thui óng ả luôn rồi. Chuột này chắc là khoảng 3 con này được 1 cân thôi. Mắc khén hạt dổi cũng rất là nhiều ở khu chợ ơi. Rau dớn này lộm ngon lắm nhé. Lộm với lạc hoặc là với tai thủ lợn các thứ ấy. Thì tiếp tục là chuột này. Chuột này bẫy à anh? À con sóc à anh? Em tưởng con chuột rừng to như này. Ở bên này mới là chuột đúng không? Chuột còn to hơn cả sóc luôn các bạn ơi. Đây anh bảo đây là chuột rừng này. Còn bên kia là sóc. Ông nhìn qua cứ tưởng là bên kia chuột cơ. Sóc còn nhỏ hơn cả chuột đấy. Nhìn con chuột nó rất là to luôn. Mật ong này công nhận ngon thật đấy. Mật ong rất là ngon luôn. Nó rất có kinh nghiệm trong lấy mật ong rồi. Nhìn cái mật ong nào vàng, mật ong nguyên chất cái nhìn biết ngay. Để chai mật ong nguyên chất này các bạn này. Nhìn trông biết ngay luôn. Rất đẹp. Ui, nhiều thế. Cái bên đấy là cũng là sóc đúng không anh? Vâng. Nhiều kìa. Những người dân buôn bán thì tấp lập lắm. Từ sáng sớm cho đến đêm khuya. Ăn cũng tranh thủ mà ngủ cũng khẩn trương đúng không? Chào bạn nhé. Ăn tranh thủ ngủ khẩn trương. Chưa ăn gì. Đi từ mấy giờ sáng à bạn? Em đi từ 4 giờ sáng luôn. 4 giờ từ nhà lên. Nhà ở Tân đâu? Em ở cây 15 lên đây. Bán hàng một mình luôn, đi xe máy tự chở bằng này đồ lên. Quá giỏi luôn nhỉ. Mướp đắng rồi bí này. Rồi xả đu đủ. Rồi chúc bạn ngon miệng nhá. Chúc đắt hàng nữa. Nó đi dọc cái khu này đúng là thực sự là rất là nhiều đồ rừng luôn đấy. Mật ong rừng nguyên chất này, các bạn nhìn này. Vàng óng ả luôn. Vâng. Cái sáp thì ngâm rượu đúng không? Mật thì có thể uống hoặc là ngâm hoa đu đủ, ngâm nụ hoa tam thất nữa, rất là tốt. Mật ong thì nó có khả năng kháng khuẩn và mật ong khoái nhìn anh biết rồi. Ngon nhỉ. Cái này bắt này tổ này bao nhiêu cân này em? Em bắt được tổ này bao nhiêu cân? 12 cân à? Thế là tổ. Có những tổ to lắm. Anh bắt được tổ to nhất hơn 70 cân. Ong khoái này ăn cũng ngon lắm. Thanh mát. Như Long thì Long thích ong khoái này hơn. Bởi vì uống nó thanh, nó không bị ngọt sắc, ngọt khé. Nhìn bốn bề xung quanh đều là những cái dãy núi rất là cao này. Cùng cảnh thị trấn được lọt thỏm giữa thung lũng này. Cuộc sống bà con đây trao đổi mua bán nhìn trông rất là đông. Nhìn thì rất là tấp lập nhưng mà cái âm thanh bên ngoài các bạn nghe thấy không? Nó rất là nhẹ nhàng chứ không có quá xô bồ ồn ào như những phiên chợ chúng ta thường thấy. Cháu chào cô. Chào em. Đây hai mẹ con ạ? Bà rồi á? Ôi bà trẻ này á? Bà ngoại à? À vai vế thôi gì? Anh ấy tưởng bà ngoại mà trẻ này nhìn cũng rất là giống em. Hai bà con thì xinh gái quá. Đẹp. Đang bán chuối này. Chuối này được giấm rồi đúng không em? À tự chín luôn á? À thế à? Nó không ngả quá màu vàng như kiểu chuối chín Trung Quốc đâu. Em còn đi học không? Em học lớp mấy rồi ấy? 12 giờ. Ủa, em tên là gì? Tên là Xỉu à? Xinh nhỉ, mà đúng đồng tiền luôn. Quá xinh luôn. Em định thi trường gì chưa? À học tiếng Trung à? Học tiếng Trung khá là tốt bởi vì mình cũng gần biên giới mà nhỉ. Sau này có rất là nhiều công ty để mình có thể khai thác cái ngôn ngữ của mình. Năm nay bọn em thi tốt nghiệp là vẫn thi 6 môn hay là thi như nào? Bây giờ đang tầm ôn thi đúng không? Đang ôn là tháng mấy thi? Tháng 7 hay tháng... Cuối tháng 6 này thi. Cuối tháng 6 ấy thi à? Có tự tin không?
ở trên này bọn em hình như là xét tiếng Trung, trường tiếng Trung đấy là anh thấy xét học bạ đúng không? Chứ không phải thi đâu đúng không? Thì là ngôn ngữ tiếng Trung. Ngôn ngữ tiếng Trung thì anh cũng có một em họ học ở đấy. Thì nó chia là mấy ngành tiếng Trung đúng không? Tiếng Trung giao tiếp hay là tiếng Trung gì ấy? Mấy loại Trung, tiếng Trung cơ. Thì em học tiếng Trung gì? Em học cả 3 luôn. À, học cả 3 luôn à? 3, 2, 4 em. Tức là học kiểu phiên âm. Phiên âm, đúng đấy. Đấy đấy, anh cũng nghe các em ấy chia sẻ như thế. Học cả 3 thì sau này mình dễ hơn đúng không? Như kiểu là bác sĩ mà học đa khoa nhỉ. Nhà em có mấy anh chị em? Em có 3. 3 anh chị em à? Em thứ hai cả hay là cả? Em con út rồi. Con út à? Thế giống anh cũng con út. Xỉu cao thế, em cao 1m6 mấy? 1m6 à? Rồi. Cảm ơn cô nhá, cảm ơn em nhá. Chúc mình bán được nhiều hàng, chúc em thi đạt kết quả cao nhá. Em gặp lại. Xinh gái quá. Ở bên này thì Long thấy rất là nhiều các cô, các chị bán này. Đấy, Mường Khương thì rất là nổi tiếng với ớt rồi. Đi đến đâu mà nghe thấy ớt Mường Khương là biết là cay, là thơm rồi. Đây. Nhỏ nhưng có võ. Nhỏ nhưng có võ đúng không ạ? Dạ vâng. Đấy, cà chua này. Ai dưa đi. Dưa gang, dưa chuột đi. Rồi. À, dưa gang dưa hấu nhập này, bảo dưa gang dưa chuột. Nhìn những người đẹp phải líu cả lưỡi. Quả dưa này, quả dưa 40 phân luôn này. Quả này bao nhiêu cân đấy chị, to đấy? 6 cân này. Dưa này nhà mình trồng hay là nhập từ đâu về hả cô? À. Ui, quả này cũng to cô này. Quả này bự nhỉ? Vâng. À thế là cô nhà mình trồng ở nhà luôn. Cô trồng dưa bao nhiêu năm rồi? Được 30 năm năm nay ạ. 30 năm. 30 năm mà trồng từ năm 10 mấy tuổi ạ? À? Được 17 tuổi đi làm dâu là đi trồng dưa đến. À 17 tuổi đã đi thâu giai rồi. Quả dưa mà cô trồng được to nhất đến thời điểm hiện tại là bao nhiêu cân rồi cô? To nhất được 9 cân rồi. 9 cân rưỡi à? À, dưa vùng cao mình như thế là to rồi đấy. Đấy. Đủ loại luôn này. Cách. Ngon quá. Cháu cảm ơn nhá. Cháu đi chơi phiên chợ một tí. Cả dọc bên dài này còn rất là nhiều những cái đồ nữa này. Đấy, đi mỏi cẳng luôn. Phiên chợ trung tâm huyện Mường Khương này. Bạn đi có mà một vòng này dã cẳng luôn cũng không hết được phiên chợ đâu. Đúng là ớt với cả mật ong các thứ với cả đồ rừng ở trên này thì ngập tràn luôn. Rau dớn các kiểu. Trốn rồi, có người trốn kìa. Chào cô. Đấy, chị trốn đấy. Xinh quá, trốn mất rồi. Người dân trên này gần gũi lắm, họ trêu đùa thích lắm. Họ không bị rụt rè ngại ngùng gì đâu. Khu vực bán rau củ quả này. Nhưng dòng người càng ngày càng đông hơn về đây. Khách du lịch cũng rất thích thú về phiên chợ ở đây nhé. Đợt này dịp đang là dịp đua ngựa ở Bắc Hà đấy. Cũng là tuần Lào Cai thì cũng đã đông rồi, nhưng mà nó không nghĩ là khách du lịch họ vẫn thích trải nghiệm sự riêng biệt ở trên này. Một màu xanh rực góc chợ, từ những cái tấm bạt cho đến những cái trang phục của đồng bào người Nùng. Phiên chợ đây thì có thể là mệnh danh, có thể tạm gọi là phiên chợ của người Nùng đấy, bởi vì là rất rất là đông người Nùng chủ yếu ở khu chợ này.
trong thời gian này chắc là lưu kiến đấy các chào em ơi, em bán cái này có phải là đậu, có là đậu xị không? Ở đây này làm chấm đúng không, đồ chấm này được làm từ đậu tương này, người vùng cao rất là thích ăn cái này à, để chấm với thịt này, chấm làm cho vào bát phở ăn này. Đây có ớt này, ngồi thảo quả, vâng cũng là đậu xị à? Nhưng mà sao à, đậu xị khô thì nó màu đen này ạ, còn ướt thì có tương ớt nhiều nên nó màu đỏ đỏ vàng vàng này. Em bán à? À chắc là khách thôi đúng không? Ngồi đây bà à. Cảm ơn em nhé. Rất là nhiều các vị khách du lịch kìa. Đúng là thích thú thật. Long lên đây mà cảm giác mình đi rất là nhiều phiên chợ rồi, nhưng mà đi đến đây thấy mà lần đầu tiên đến thì có lẽ là các vị khách du lịch rất là thích thú về cái phiên chợ này. Rất là nhiều đồ rừng ấy, mật ong này, rồi là dứa rừng và những cái loại thảo quả. Ở bên này Long thấy có bán một số cái loại thảo dược ở trên vùng cao mình. Vào đây để hỏi các anh các chú xem nào. Một gian hàng bán phở. Chào chị. Đây phở thì chị có thể bán, chị thái tay ra, hoặc là còn người thích về cuộn với đồ như kiểu phở cuốn thì có thể mua cả bánh về như này. Em chị thái được nhỏ rồi nhờ, thái tay mà nhỏ tấm tóc này, đều nữa. Chị có cái dao chuyên thái này, có hai nắm cầm hai bên, chị thái thon thoát rồi, quá siêu luôn, đúng là chăm hay không bằng tay quen rồi, ngày nào cũng như vậy. Bàn tay thon thoát rồi. Phở ở đây này thì bao nhiêu tiền một cân hả chị? Bao nhiêu tiền một cân phở thái rồi? À 20.000 đồng. Vâng, em cảm ơn chị nhé. Một góc đỏ rực về ớt mường khương này. Bác nào mà có nhu cầu mà hay ăn cay, thích ăn cay thì có thể liên hệ với Long. Long gửi cái chai ớt, tương ớt này về cho. Ớt tươi thì không gửi được xa, nó hỏng mất. Chỉ có những cái chai tương ớt như này thì gửi được này. Bạn nào có nhu cầu về đồ rừng như là mật ong hay là những cái loại thảo dược ngâm rượu tốt cho xương khớp, tốt cho sinh lý thì có thể liên hệ với Long. Đấy, mật ong các thứ này thì đợt này Long cũng sẽ lên lấy về cũng tương đối là nhiều. Các bác tha hồ có thể đặt mua thì Long có thể gửi về tận nhà luôn các bác. Ở bên góc nhỏ bên phía này thì Long thấy bán các cô các chị bán rất là nhiều gạo rồi này. Ở trên này thì cấy được cả lúa nước và lúa nương, nên là cái nguồn gạo cung cấp cũng khá là dồi dào. Gạo này, ngô này, đỗ tương này, một góc dài bên này cũng vậy. Khu chợ này thì được chia làm những khu vực rất là rõ ràng. Từ khu vực bán đồ chăn nuôi này, bán thiết yếu phẩm, bán dụng cụ lao động sản xuất, bán thảo dược, bán nông sản, cho đến khu vực gạo này cũng được tách riêng biệt này. Chủ yếu là người nùng bán hàng ở đây. Đi xa xa Long thấy có anh Giai bán rất là nhiều đồ rừng này. Chào anh tên là gì? Tên là Kiến ạ. Anh Kiến à? Rồi, trên xa cả 10. Đấy rồi. Đồ
toàn thảo dược kia nhỉ. Nào thì có ngọn đu đủ này, chè dây này. Chè dây này thì tốt cho cái gì hả anh? Là mát cơ thể đúng không ạ? Mát gan đúng không ạ? Đu đủ thì chắc là không phải nói được rồi, quá là tốt rồi. Đây là những cái bắp bi chuối này. Vâng, cái này là sâm gì đây anh? Cái này đẳng sâm, còn cái đẳng đen sâm. Này là sâm đất. Đẳng sâm này thì chữa cái gì anh nhỉ? Có xương khớp mà. Xương khớp ngâm rượu uống. Vâng, đau xương khớp, tê bì chân tay, mỏi vai gáy đúng không? Sâm đất là bổ máu. Vâng. Cái này thì không, cái này thì gọi là sâm mùng tơi. Vâng, cái này thì bổ máu này. Làm cho tuần hoàn máu tốt đúng không? Lưu thông mạch máu này. Có cái củ nào bổ kia ấy không? Đây cái này cũng bổ cái ấy này anh này. Tăng cường sinh lý này, xương khớp này. Canh gà thôi. Canh gà, vâng, canh gà cái bồ câu nhỉ. Bồ câu ngâm rượu cũng được. Cái này thì dạ dày đường ruột đúng không? Vâng. Cái này thôi về đi đệm, vừa thắt lưng đau. Cái này đau dây thần kinh tọa, thoát vị đi đệm đúng không? Củ này có tên là gì anh? Cái này gọi là khúc khắc. Củ khúc khắc đúng không? Ừ, khúc đấy. Khắc đỏ. Khúc khắc đỏ. Củ phù linh hay còn gọi là củ phù linh. Thế còn củ này thì gọi là củ gì anh? Cái này rau hùng. Rau hùng à? Chứa dạ dày. Dạ dày. Thế có còn cái khô này. Vâng, dây, thế con tải dưới này nó gọi là cái gì anh? Chuối hột, chuối đỏ. À, chuối hột. Chuối hột, chuối đỏ đây đúng không? Cái bắp của nó đây đúng không ạ? Vâng. Đấy không? Thực ra là em cũng biết cơ bản này, nhưng mà cứ hỏi anh để anh nói cho nó chủ động. Các bạn khán giả xem cái là tự tin luôn. Thì Long nói lại qua một chút nhá, đây là cái củ khúc khắc này. Các bạn có thể dùng khô hoặc là dùng tươi này sắt nước uống hoặc là về ngâm với rượu. Cái này thì chữa đau dây thần kinh tọa này, bị về cột đốt sống các thứ này, về đĩa đệm các thứ. Bác nào mà kiểu như bị lệch cột đốt sống này hoặc là bị thoát vị đĩa đệm các thứ, dùng rất là tốt cho xương khớp. Đấy. Vâng, cái này thì dạ dày đại tràng đúng không? Dạ dày đại tràng, nói chung là về đường ruột. Đường ruột, vâng. Nếu mà giao súc mà chạy thì mình cho uống mấy lần. Vâng. Đấy, về nói chung là về đường ruột, dạ dày đại tràng đúng không? Vâng. Đây thì cũng là xương khớp này. Cái này có một chút nữa, tráng dương bổ thận, tăng cường sinh lý cơ bắp này. Cái này là hoàng tinh. À. Cái này nó gần như kiểu dạng tam tất hoang ấy nhỉ. Kiểu dạng đấy. Cái này nó bò trên đá. Vâng, bò trên đá. Cái đấy thì chữa gì anh? Cái này thuốc bổ. Đó. Bổ nấu với chân giò luôn. À, bồi bổ cơ thể đấy đúng không? Đó. Rồi, cảm ơn anh Kiến nhá. Chúc anh bán được rất là nhiều hàng. Có rất là nhiều những cái đồ thảo dược được tham khảo ở đây. Cô gái đi thu vé chợ ở đây. Giá nào to là 10.000 này em? À, cơ 1m là 5.000. Đấy. Cô thu vé chợ thì dáng xinh quá đẹp luôn. Em thu vé ở chợ này được bao nhiêu năm rồi? 3 năm rồi. 3 năm rồi à? Úi dồi, kinh nghiệm đầy đầy trong người rồi. Thường thường thì các bạn ấy sẽ lựa chọn khoảng khung giờ trưa, người ta đã bán được một cái gì đó thì người ta mới ra thu, cũng rất là tế nhị rồi ở phiên chợ này. Chứ đầu phiên chợ cái ra thu luôn, người ta chưa mở hàng cái thì rất là đen đủi trong kinh doanh buôn bán thì nó không may mắn. Bây giờ cũng khá muộn tầm trưa rồi, các em ấy mới đi thu vé. Một góc riêng biệt, rất là nhiều cây xanh và khu đất trống thoáng mát này. Bà con có tập trung ở đây bán động vật, chúng ta sẽ cùng đi vào bên trong để xem hôm nay người dân người ta bán những cái loại động vật nào nhé. Ngay ở khu đất trống đầu tiên thì Long thấy có rất là nhiều những cái đàn lợn đen đang được buộc dây thừng bày bán ở đây. Thường thường thì người dân họ sẽ cho mỗi con lợn nhỏ vào một chiếc bao tải như này và đục những cái lỗ trống ở trong thân bao tải để giúp cho lợn có thể thở được tốt hơn để ra đến chợ thì vẫn còn sức khỏe. Và khi mà ra đến chợ thì bước tiếp theo là họ sẽ buộc những cái dây chạc hoặc là những cái sợi dây phải vào lách của những con lợn này. Họ sẽ cầm ở đấy trong suốt kéo dài hết phiên chợ. Buộc dây chạc ra điểm gì mà tại sao họ lại không để trong lồng hoặc là để trong tải. Để trong lồng, trong tải thì lợn nó sẽ chèn vào nhau và người dân mua bán, người khách mua bán thì họ rất là khó có thể quan sát được cái con lợn đấy nó
vai, mông, cơ bắp hay là độ to này nhỉ. Ở đây thì đa phần là lợn sẽ được bán tù mù các bạn nhé. Đa phần lợn giống sẽ dao động từ khoảng 600-700 ngàn cho đến khoảng 1,4-1,5 triệu, con nào to nhất ấy. Thì họ sẽ dùng những cái sợi dây chạc như này để họ buộc ra. Người mua, người bán sẽ dễ quan sát và dễ làm giá hơn rất là nhiều. Đây các bạn nhìn này. Đấy. Như lợn buộc này ra chúng ta nhìn thấy vai này, nhìn thấy mông, nhìn thấy tất cả. Và nó dẫy như nào, nó có khỏe không nữa. Chứ để rốt một chỗ nó nằm ì ra thì không biết là nó khỏe hay nó yếu. Đấy là cái cách người ta mua bán ở đây là như vậy. Mỗi người trên tay của mình cầm cứ khoảng chục cái dây chạc và khoảng chục con lợn. Lợn thì nếu mà như vứt ngô hay vứt gì xuống nó ăn thì rất là dễ cầm. Nhưng mà các bạn nhìn thấy cô này, cô không có con gì cho nó ăn mà bốn con thôi trên tay của cô đã. Cô cầm nó phá rất là ác, giữ rất là mệt. Đấy, như chú bên kia chú có rắc một chút cái cám xuống thì nó sẽ ổn định hơn, nó đỡ dễ hơn. Rất là nhiều, chỗ này phải lên đến hàng nghìn con lợn giống luôn. Nhưng thương lái chuyên nghiệp hơn thì họ sẽ dùng lồng sắt. Dùng lồng sắt họ chở ô tô xe máy ra, sau đó họ mới buộc dây chạc ra như này. Đàn này thì dao động khoảng bao nhiêu tiền một con này? 2 triệu anh ạ. 2 triệu một con á? 2 triệu. Hay già. Thế anh ấy có đùa em không? 2 triệu một con này. Bác này bác tếu được quá, làm gì đàn này đến 2 triệu một con đúng không? Thích nhỉ? Nhúc nhúc ở đây đang ăn cám. Con lợn ba ơi. Đấy, 1,2 triệu một con này. Đấy, 1,2 triệu một con đấy. Mà cả xuống là vừa. Vâng. Mình không mua anh bảo anh trêu đấy. 2 triệu một con. Khách hàng mua thì anh bảo 1,2 triệu mà cả xuống thì khoảng 700 là vừa. Cái đàn này nhìn to hơn một chút rồi. Được cho vào cái lồng sắt này. Tạ hồ ngắm nghía. Trải dài hết dọc xuống bên dưới kia luôn. Bây giờ thì mùa màng năm nay khá là hạn các bạn ạ. Đây là bà con gieo mạ rồi nhưng mà cũng chưa cấy được, đang đợi nước. Nên cái thời gian tranh thủ này họ đang đi chợ để mua sắm đồ đạc cũng như là những cái vật nuôi để chăn nuôi kèm theo. Không biết là năm nay có cấy được không với cái thời tiết hạn hán như này. Nhiều lắm, rất là nhiều. Ở đây thì tập trung bán nguyên lợn không rồi. Trải dài hết góc bên này. Con lợn này anh mua bao nhiêu tiền? 700 nghìn hả anh? Dạ. Lợn này cũng già lợn lắm rồi chưa? Vâng. Mua 700 có được tặng luôn cái dây chạc không? Vâng. Đấy, chúc anh đem về chăn nuôi phát triển tốt nhá. Không chỉ là nguyên đồng bào người Mông họ thích nuôi lợn đen đâu, mà kể cả những người Nùng ở đây họ cũng rất là thích thú với lợn đen này. Bởi vì lợn đen này sức đề kháng, nó sống ở trên vùng cao thì rất là khỏe, nó ít dịch bệnh. Cũng như là khi mà mình bán ra thì được giá rất là cao. Thịt lợn đen thì lúc nào giá cũng cao rồi. Người ta nuôi người ta chỉ cho nuôi ăn ngô thôi, rau ăn cỏ ngoài nương ngoài ruộng thôi, nhưng thịt nó khá là thơm ngon và chắc. Bên cạnh khu vực bán lợn đen này thì có một khu vực nhỏ, đồng thấy các chú các anh chị đem tương đối là nhiều chó ra để bán. Chào em. Em bán 2 con này à? Bán bao nhiêu tiền một con? 300 nghìn một con à? Chó này đàn này đẻ được mấy con này em? 5 con. Đem 2 con ra bán. Nhìn yêu nhỉ.
Đây bên này thì cũng tương tự như lợn, mọi người nhốt chó ra xong ra đây thì sẽ buộc vào bằng những cái dây chạc này. Một đàn. Đây là cùng một đàn à chú? À vâng, nhưng mà đây là cùng một đàn à? Mấy con này đấy? À ba con, à chú có ba con, còn cô bên này mới có hai con nhỉ? Vâng. Vâng. Cô là người Nùng à cô? Cô là người Nùng ạ? À? Vâng. Đấy, cô có hai con chó vàng này. Ngoan nhỉ? Buộc ra đây nhưng mà có vẻ như nó không có quấy, không có phá gì cả. Chú ấy có con chó sù đẹp này, huyền đề luôn. Chú mới mua hay là chú mang ra bán ạ? Mang ra bán. Con này chú bán bao nhiêu tiền? Cái này phải 3-400. 3-400 nghìn. À 3-400 nghìn là cũng vừa giá đấy chú ạ. Chó ấy đẹp mà. Và vừa rồi thì Long đã đồng hành cùng toàn thể quý khán giả thân mến trên kênh về miền Tây Bắc để cùng đồng hành với nhau hướng mắt đi khám phá, theo dõi phiên chợ thuộc trung tâm huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Thực sự là rất là nhiều sắc màu ở đây. Bà con đi mua bán trao đổi thì mặt hàng đa dạng lắm. Và mọi người giao tiếp với nhau cũng như là trao đổi hàng hóa vô cùng là nhẹ nhàng, thân thiện. Thật là tuyệt vời, bác nào có nhu cầu mà mua những cái thảo dược hoặc là đặc sản ở trên vùng cao này như mật ong này, các loại thảo dược ngâm rượu tốt cho xương khớp, tốt cho sinh lý và bất kỳ thứ gì mà Long có ghi hình ở trên khu vực vùng cao này thì xin liên hệ với kênh qua số điện thoại ở góc màn hình nhá. Còn bây giờ thì xin chào và gặp lại ở những số gần nhất trên kênh.